7 tập thể và 10 cá nhân được biểu dương khen thưởng tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Quận ủy Ô Môn tổ chức. 2 năm qua, các cấp ủy đảng quận Ô Môn tổ chức 159 cuộc cho hơn 99 đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, các tập thể và cá nhân thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình mới cách làm hay có ý nghĩa thiết thực như chợ không đồng, chuyến xe yêu thương, đội hình shipper tình nguyện giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn yếu thế có việc làm ổn định, hợp tác xã bánh dân gian, trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nâng cao chất lượng dạy và học, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, tổ tự nguyện làm cầu đường, dân dân. Qua 2 năm thực hiện kết luận số 01, quận có 31 tập thể, 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng.